Báo cáo tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2022. Thời gian qua, việc tổ chức triển khai tiêm vaccine cho người dân ở các địa phương diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch và đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh đã có 601.053 người, trên tổng số 907.760 người, từ 18 tuổi trở lên được tiêm buổi 3, đạt tỷ lệ 66,21%. Cụ thể như sau. Thành phố Dũng Tàu, số người đã tiêm mũi 3 đạt 172.330 người, trên tổng số 263.674 người, từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 65,36%.

55.137 người trên 104.920 người, đạt tỷ lệ 52,55%. Quyền đất đỏ 40.411 người trên 66.776 người, đạt tỷ lệ 60,52%. Quyền siêu mộc 73.585 người trên 108.750 người, đạt tỷ lệ 67,66%. Quyền công đảo 6.365 người trên 8.465 người, đạt tỷ lệ 75,19%. Các đơn vị tiêm chủng khác gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chủng Tàu, Trung tâm Y tế Việt Sô Bê đã tiêm cho 28.320 người. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 3, toàn tỉnh đã có 601.053 người, trên tổng số 907.760 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3, đạt tỷ lệ 66,21%. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả tiêm vaccine mũi 3 của các đơn vị địa phương vào lúc 6 giờ 50 phút, ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, và phát lại vào các ngày tiếp theo trên sống BRT. Mời quý vị đón theo dõi!